dù cho phải mua đất mua bánh trung thu gì đó, tôi nghĩ là 6 lô đất 8 lô đi trung thu, 8 lô bánh trung thu 8 lô rồi. Đúng rồi ạ. 21 lô, tức là gần gấp 3 lần con số là Dương Bảo Lâm đoán. Wow, đó là một kỷ lục. Vậy thì câu hỏi này dễ hơn này. Vòng eo của Miu là bao nhiêu? Nhiều khi Lâm nghĩ là không biết là Miu có cái ruột không. Ủa, nó bị xiết vô á. Hỏi là có tập thể dục không? Thì bà nói là bữa có bữa không. Nhiều khi mà Lâm cũng nhìn liếc mà không biết là có cái bao tử, có cái ruột trọng không, hay là em đã lấy ra em cắt ở đâu rồi. Có chứ, anh có một bộ lòng đầy đủ chứ. Mà ăn cũng rất là nhiều nha, Lâm thấy ăn đi quay á, ăn rất nhiều tôm, tô, cơm mà bớ tô. Uống trà sữa rất nhiều. Uống trà sữa, đồ ăn kem, đồ mà không mập. Là chắc trời cho cô ấy một cái nhan sắc không tuổi. Và cái eo hả, eo chắc 51. 51. Nếu mà theo cái chỉ số mà mọi người gọi là chuẩn là eo là 60 đúng không? Vậy thì bây giờ đoán Miu là bao nhiêu? 80 chuẩn. Chứ 9cm là 59 đi. 59. Bây giờ thì là 56. Có một cái thời điểm họ ốm thì